Sau đây em xin trình bày tiết mục nhai giấy rút ruột. Nhai giấy gì? Rút ruột. Rút ruột. Trời đất ơi. Trời ơi, con chuột đây hả? Tôi sợ chuột á. Ruột anh. À, nước ruột. Trời ơi, anh đi ảo thuật gắn bằng nhĩ vô đi. Sau đây em xin nhai giấy anh kiểm tra. À, giấy ok, giấy giấy thiệt. Giấy thiệt. Nhai kìa, nhai thiệt đó. Nuốt thiệt luôn. Trời, ăn hoài vậy? Ôi, ăn giấy mà giống như ăn bánh ướt vậy trời. Ờ, chịu nổi không? Trai đẹp mà ăn nhìn cái khẩu hình miệng cũng đẹp. Chứ đợi còn... chưa kịp rút ruột là té xỉu ngang, không biết làm sao á. Nhảy gì ra vậy? Rút ra đâu, ruột đâu, rút ruột đâu. Ồ, oh. Oh, ruột trắng ha. Wow. Oh. Oh. Đó có màu đó kìa. Rồi, ruột, trời, đây là huyết. Ruột huyết nè. Cho mượn đi. Còn nữa không? Còn nữa hả? Còn, bây giờ còn. Tới ruột già đó, ruột già nè. Rồi, ruột đỏ nè. Em cầm đi dữ. Ủa, ra ruột xanh luôn nè. Trời, ăn cái gì ơi. Mà xanh dữ vậy? Còn không? Còn không? Còn ngoài luôn. Sao ngoài vậy? Trời, ruột dài mấy chục mét luôn á. Rồi, chừng nào mới hết. Ủa, ruột vàng. Đúng không? Trời, ruột bảy màu. Như bảy sắc cầu vồng vậy. Ừ. Trời ơi, xanh lục. Tụi anh tái mặt với tiết mục này luôn rồi đó. Trời đất ơi. Cô Cam. Rồi, quay lại ruột trắng nè. Rút ra cái răng hết hồn nè. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình ngay sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play hoặc App Store.